Nhất niệm vĩnh hằng ngoại truyện, tập 536 đến tập 540, liên bang rung động. Cái lư hương phi tiên đài này, ngoại trừ ẩn chứa cảm giác tang thương xưa cũ ra thì bên trên còn có chín phù văn lớn. Ba người không hiểu hàm nghĩa của những phù văn này, nhưng cũng cảm nhận được uy áp kinh tâm động vách bên trong đó. Khi Vương Bảo Nhạc giơ tay chạm vào lư hương phi tiên đài này thì một cỗ lực hút cực mạnh đột nhiên truyền ra, chỉ hút nhẹ một cái thì đã dễ dàng kéo thu vi của hắn ra, dẫn vào bên trong phi tiên đài. Quá trình này không thể khống chế, trong cảm giác của vương bảo nhạc linh lực của mình giống như một con ngựa hoang thoát cương lao nhanh đến chỗ phi tiên đài khiến phù văn thứ nhất trong chín cái phù văn trên đó phát ra ánh sáng mờ ảo triệu nhã mộng và trác nhất phàm giật mình sau đó cũng nhanh chóng tới gần rồi giơ tay đặt lên phi tiên đài chỉ trong nháy mắt thì linh lực trong người cũng bị rút ra truyền vào trong lư hương khiến cho ánh sáng của phù văn đầu tiên dần rực rỡ hơn dù ba người có hai kết đan một chút cơ nhưng hình như cộng lại cũng không thể đáp ứng đủ nhu cầu linh khí cho phù văn thứ nhất tuy vậy Do Vương Bảo Nhạc đã có chuẩn bị từ trước nên khi cảm nhận được tu vi của Trác Nhất Phàm không chống đỡ nổi thì lập tức lấy ra ba viên linh thạch cực phẩm, ném cho Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm mỗi người một viên, viên còn lại thì hắn cầm bên tay trái để duy trì quá trình dung nhập linh khí. Thời gian trôi qua, mặc dù sắc mặt của cả ba đã tái nhợt, thân thể run rẩy, nhưng có linh thạch cực phẩm duy trì nên vẫn miễn cưỡng giữ vững được. Vì vậy, sau khi hao phí hơn trăm viên linh thạch thì phù văn đầu tiên trong chín phù văn của Phi Tiên Đài rốt cuộc cũng sáng hẳn lên. Sau khi nó phát sáng, một cỗ sức mạnh khổng lồ phát ra từ Phi Tiên Đài đã cắt đứt lực hút khiến thân thể của ba người chấn động, bất giác lùi lại. Ngay khi bọn họ lùi lại thì phù văn đầu tiên phát ra ánh sáng chói mắt. Toàn bộ Lư Hương Phi Tiên Đài ầm ầm chấn động, lần đầu khởi động lại sau mấy mươi năm. Sau khi khởi động, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc như sấm dậy vang lên, một luồng khói xanh từ từ lan ra từ miệng Lư Hương như muốn bay lên trời. Nhìn từ xa, cảnh tượng này vô cùng kỳ dị, lúc này Vương Bảo Nhạc cũng lập tức mở miệng dùng khẩu quyết mà ta truyền thụ cho các ngươi để dung nhập vào khói xanh này đi. Trong hành trình 10 ngày này, chị đẹp đã truyền thụ cho Vương Bảo Nhạc một bộ khẩu quyết. Bản thân khẩu quyết này rất đơn giản, không khó khăn gì, lại giống một mật mã cố định hơn nên sau khi hắn truyền lại cho Chắc Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng xong thì hai người nhanh chóng nhớ kỹ. Lúc này, Vương Bảo Nhạc vừa lên tiếng thì ba người lập tức bấm niệm pháp quyết, động tác vô cùng nhất quán, đồng thời trong lòng cũng mặc niệm khẩu quyết. Trên người cả ba nhanh chóng phát ra ánh sáng màu xanh. Ánh sáng này ngày càng rực rỡ hơn, cuối cùng che khuất thân ảnh của bọn họ khiến cả ba như hóa thành luồng sáng xanh thật sự. Ngay khi ánh sáng phát ra chói mắt nhất, thì ba luồng sáng đột nhiên lần lượt bay lên trên miệng lư hương khổng lồ. Làn khói xanh bốc lên xung quanh lập tức tới gần. Dường như có thể thấy bên trong khói xanh lúc này xuất hiện ba thân ảnh mơ hồ, đúng là ba người vương bảo nhạc. Không đợi ba người bớt kinh ngạc thì khói xanh đã nhanh chóng bốc lên, không gió vẫn bay bổng về phía xa, một đường không nếm xỉa gì tới bất kỳ ngọn núi hay biển lửa nào trực tiếp bay xuyên qua giữa không trung với tốc độ nhanh hơn hẳn ba người Vương Bảo Nhạc rất nhiều. Mà cách hòa vào khói để di chuyển này cũng vượt khỏi tưởng tượng của ba người Vương Bảo Nhạc khiến tâm thần của họ phải rung động. Đây là thương mang đạo cung thật sự ư? Trác Nhất Phàm thì thảo nói nhỏ. Triệu Nhã Mộng thì vào trạng thái thôi diễn, mặc dù tâm thần vẫn còn dao động nhưng cô lại suy xét nguyên lý của phi tiên đài này theo bản năng. Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc là hai mắt sáng ngời, hắn cảm thấy nếu lợi dụng phi tiên đài này thật tốt thì có lẽ sẽ đi vào bất kỳ cấm chế nào để vơ vét bảo bối mặc dù suy nghĩ của cả ba khác nhau nhưng vẫn rung động trước việc hòa vào khói để di chuyển này không nói tốc độ của làn khói này cực nhanh đã tới mức nghe mà giận người vương bảo nhạc thầm ước lượng thì tốc độ này nhanh hơn bản thân mình gấp trăm lần đổ lên chỉ riêng mặt đất mà họ nhìn thấy trong quá trình bay cũng đủ khiến cả ba liên tục giật mình khó mà giảm bớt chấn động trong lòng ba người bay giữa bầu trời như có được một cơ hội hiếm có không gì sánh bằng để quan sát hơn phân nửa khu vực thân kiếm Bọn họ thấy được biển lửa không bao phủ toàn bộ nơi này, thậm chí nhiều nhất chỉ chiếm cứ có 5 phần mà thôi, phần còn lại thì tồn tại những vùng đất khác nhau. Ví như bọn họ đã thấy được không dưới trăm cái hố sâu, phần lớn bên trong những cái hố này đều không có dung nham, dù có thì cũng khó mà lấp đầy được. Bên trong mỗi cái hố sâu dường như cũng phát ra khí tức khủng bố khiến tim của ba người đập thình thịch. Đồng thời, bọn họ còn nhìn thấy dấu vết của từng loại thuật pháp, thậm chí có vài khu vực còn giữ nguyên dao động thuật pháp dù ở trong làn khói nhưng họ vẫn cảm giác được nguy cơ cực lớn đây vẫn chưa là gì chỉ lát sau trong lúc cả ba đang bay đi thì trong biển lửa bên dưới lại có một bàn tay khổng lồ vươn lên bàn tay kia khác với bàn tay mà họ nhìn thấy mấy ngày trước cái lần này chỉ có bốn ngón tay nó vươn lên chộp về phía làn khói của ba người nhưng lại chụp hụt giống như làn khói này chỉ là một làn khói bình thường dù bị đánh tan thì cũng có thể ngưng tụ lại trong nháy mắt tiếp tục bay nhanh đi một màn hữu kinh vô hiểm này khiến cho ba người hoảng sợ tim đập thình thịch nhưng cũng thở vào nhẹ nhõm sau đó dần nhìn thấy một bình nguyên ở bên dưới cùng với vô số thi hài trên đó đây đây trong mắt của vương bảo nhạc như muốn lọt ra ngoài hô hấp cũng dồn dập hơn hắn ngơ ngác nhìn bình nguyên bên dưới bình nguyên này quá rộng lớn dù họ đang bay trên trời cũng không thể nhìn thấy điểm cuối của nó số lượng thi thể ở đây cũng nhiều đến mức khó mà đếm xuể trong đó có tu sĩ của thương mang đạo cung cũng có tộc vị ương. Rõ ràng hai bên từng diễn ra một trận chiến có một không hai ở nơi này khiến cho nơi đây tràn ngập tử khí. Cũng có đủ loại vạn vẹo cực kỳ hỗn loạn. Người có tu vi không đủ thì đừng nói là đi vào. E là vừa tới gần thì đã phát điên rồi. Nhưng nếu thật sự có thể bình yên đi vào thì thu hoạch ở nơi này sẽ lớn đến mức đủ khiến bất kỳ người nào vất lên. Chỉ riêng giá trị của lệnh bài đã khiến Vương Bảo Nhạc khó mà tin nổi, càng không cần nói đến trên chiến trường này còn vô số túi chữ vật. Trời ạ! À! Vương Bảo Nhạc vốn còn cho rằng thu hoạch của mình đã nhiều lắm rồi, nhưng nay mới biết chút thu hoạch ấy thật sự chỉ như mối bỏ bể, chẳng hề đáng kể. Đồng thời, những địa hình này cũng khiến cho ba người hiểu ra, nếu như không nhờ có phi tiên đài này, chỉ với sức của ba người mà muốn quay về là chuyện không thể. Đến cả khói xanh của phi tiên đài này cũng phải bay chừng ba ngày, vượt qua phạm vi mà cả ba người không sao ước lượng được. Tuy chưa đến nơi quen thuộc nhưng cả ba lại thấy được một vùng biển đặc thù ở bên dưới. Đó không phải biển lửa mà là một biển máu. Nó tồn tại bên trong biển lửa nhưng lại chia tách biên giới rõ ràng khiến cho ngọn lửa không cách nào lan vào. Thậm chí, ngay cả khói xanh bay ngang qua nơi này cũng vặn vẹo trở nên mỏng manh hơn. Sau đó dần hạ thấp xuống như bị ảnh hưởng và sắp sửa tan biến khiến ba người vương bảo nhạc lại hoảng sợ vô cùng. Sau khi nhìn kỹ lại thì triệu nhã mộng đột nhiên lên tiếng. Trong biển máu đó có một thi thể. Đúng là có một thi thể nổi trong biển máu. Bộ thi thể này không tính là khổng lồ gì nhưng vẫn cao hơn người bình thường rất nhiều, ước chừng hai trượng quần áo trên người vô cùng hoa lệ đồng thời có thể thấy nó chỉ còn nửa hộp sọ nếu không phải tầm mắt của ba người đủ rõ sương mù lại bị ảnh hưởng mà hạ xuống thì e là khó mà thấy rõ dù thi thể đã mất đi nửa cái đầu này đã chết nhưng vẫn phát ra khí thế dung chuyển đất trời ảnh hưởng đến cả khói xanh đồng thời rõ ràng biển máu ở nơi này cũng do nó tạo thành sau khi tử vong vẫn có thể tạo thành khí tượng kinh người như thế đây là nơi kinh khủng nhất mà ba người vương bảo nhạc nhìn thấy trong suốt chặng đường đi trong khói xanh này tu vi của người này lúc còn sống ít nhất cũng là hàng tinh cảnh thậm chí là mạnh hơn nữa dựa vào kinh nghiệm của mình trong minh mộng vương bảo nhạc đoán ức chừng xong thì tâm thần lại chấn động mãnh liệt một phần là do sự cường hãn của đối phương mặt khác là do hắn nhìn thấy trên cánh tay trái của người này có một ấn ký có lẽ người khác không biết ấn ký này là gì nhưng theo những tài liệu mà vương bảo nhạc từng xem qua trong minh mộng thì những tu sĩ đại năng có thể ngưng tụ ấn chữ vật mở không gian trong người để giữ đồ tùy thân an toàn hơn Người này hẳn là một vị trưởng lão, tận 20 vạn chiến công đấy. Trong lúc trái tim nhỏ bé của Vương Bảo Nhạc đập thình thịch thì hắn đột nhiên nghĩ tới việc thu thập lệnh bài của Thương Mang Đạo Cung nhất định là còn có tác dụng khác. Trước kia, hắn còn định hỏi thăm chị đẹp xem sao, nay vừa nhớ tới thì tranh thủ hỏi ngay trong đầu. Lệnh bài đại biểu cho quyền hạn, có rất nhiều nơi chỉ đệ tử có có đủ quyền hạn nhất định mới có thể vào. Đợi có cơ hội thì ta giúp ngươi tìm thử ở trong này một phen để xem có thể tìm được đạo điệp thật sự của Thương Mang Đạo Cung hay không. Chỉ cần ghi tên lên đó thì ngươi sẽ biết cách sử dụng quyền hạn, thậm chí dùng nhờ quyền hạn từ lệnh bài của người khác cũng không phải là không được. Chắc ba tên đệ tử nội môn kia định làm như thế đấy, nhưng điều kiện tiên quyết là tên của ngươi phải có trên đạo điệp mới được. Chị đẹp thản nhiên nói, điệu bộ như chỉ chút việc còn con ấy mà cũng làm phiền ta. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì lại càng thèm hơn. Mặc dù chị đẹp không nói rõ nhưng hắn đã nghe ra, đại khái. Lúc này, hắn lại lưu luyến quay đầu nhìn thi thể trong biển máu nọ. Khói xanh rốt cuộc cũng rời khỏi phạm vi này khôi phục tốc độ cũ, chỉ trong nháy mắt đã đi xa. Nhưng thứ nó đưa đi chỉ là thân thể của Vương Bảo Nhạc, còn tâm trí của hắn thì vẫn quấn quyết bên thi thể trị giá 20 vạn chiến công nọ, mãi không chịu quay về. Dù qua tận mấy ngày sau, khi khói xanh ngày càng nhạt dần, cuối cùng tiêu tán ngay tại biên giới ở gần thân kiếm và chuôi kiếm. Thân ảnh của ba người cuối cùng cũng đáp xuống một ngọn núi không có cấm chế thì Vương Bảo Nhạc vẫn còn lưu luyến quay đầu nhìn về phía xa. Trên mặt đầy vẻ xoắn suýt và không nỡ. Chúng ta quay về rồi chắc nhất phàm thở vào một hơi cảm thấy chuyến đi lần này trải qua biết bao sóng gió không tưởng nếu ai mà bị yếu tim thì chắc đã bị dọa chết trên đường mất rồi triệu nhã mộng cũng ít sâu một hơi nhưng trong mắt lại đầy vẻ hưng phấn rõ ràng thu hoạch của cô lần này không nhỏ chút nào nhất là phi tiên đài cuối cùng trải qua mấy ngày cảm ngộ mặc dù cô vẫn chưa hiểu rõ lắm nhưng ít nhiều gì cũng có chút gợi ý chỉ có riêng vương bảo nhạc là vẫn còn ngoái đầu nhìn lại phía sau trong mắt dần lộ ra vẻ quyết đoán ta quyết định rồi chờ tu vi của ta cao hơn một chút thì phải đi lấy tấm lệnh bài trưởng lão kia ta đã nhớ rõ đường đi rồi vương bảo nhạc cắn răng lên tiếng vừa nói xong thì chắc nhất phàm kính nể ra mặt vỗ vai hắn vài cái bảo nhạc ngươi đã hết lối về trên hành trình tự tìm đường chết rồi ngay cả triệu nhã mộng nhìn vương bảo nhạc xong cũng phải lắc đầu ngao ngán thấy phản ứng của hai người bọn họ như thế vương bảo nhạc cũng thở dài hắn biết rõ việc lấy được lệnh bài trưởng lão kia có vẻ bất khả thi nhưng trong lòng hắn vẫn ngứa ngáy như bị mèo cào, làm sao cũng không bình tĩnh lại được, trên đường quay về vẫn còn ngơ ngẩn, thất thần. May mà nơi này đã gần với biên giới, ba người ngẩng đầu lên là có thể thấy được tầng phòng hộ khổng lồ ở phía xa. Nơi này cũng không nguy hiểm gì nhiều nên ba người nhanh chóng bay xuyên qua tầng phòng hộ, rời khỏi thân kiếm để bước vào khu vực chuôi kiếm. Một cơn gió có thể xem là mát so với bên trong khu vực thân kiếm thổi tới, Vương Bảo Nhạc cũng chỉ có thể sốc lại tinh thần miễn cưỡng dần khát vọng đối với không gian chữ vật trên thi thể trưởng lão kia xuống. Sau khi trải qua năm lần truyền tống cùng chắc nhất phàm và triệu nhã mộng, cuối cùng cả ba cũng quay về phạm vi thương mang đạo cùng. Thông qua thẻ ngọc cục vực linh võng của bách tử liên bang, ba người biết rõ từ khi mình rời đi đến nay đã qua non nửa năm. Đối với tu sĩ mà nói thì thời gian này không tính là lâu. Nhất là người vào thân kiếm làm nhiệm vụ lâu hơn bọn họ cũng có. Chẳng qua đối với ba người mà nói thì kinh nghiệm trong nửa năm này vô cùng phong phú. Thậm chí, nói ra có khi lại chẳng ai tin, mà bọn họ cũng không ngốc đến mức đi nói lung tung khắp nơi. Thế nên, sau khi quay về thương mang đạo cung, chắc nhất phàm và triệu nhã mộng đều lần lượt rời đi, thu hoạch của họ lần này rất lớn, cần bế quan để tiêu hóa một phen. Vương Bảo Nhạc bên này rốt cuộc cũng có thể dằn hàn khát vọng đối với chiến công trưởng lão xuống. Hắn đi thẳng tới thương mang đạo cung. Sau khi lên núi, chuyện đầu tiên hắn làm chính là đi đổi lệnh bài để lấy chiến công. Bởi vì thu hoạch quá lớn, khó tránh khỏi việc thu hút sự chú ý của người khác, nhưng lệnh bài hạch tâm trong tay thế này dù làm kiểu gì cũng khó mà an phận được vương bảo nhạc không buồn nghĩ nhiều nữa cứ đi thẳng đến tấm bia đá nhiệm vụ dường như lúc nào trong này cũng có cả đống người tụ tập lui tới nhộn nhịp sự có mặt của vương bảo nhạc cũng không khiến người ta chú ý nhiều sau khi tới gần hắn đang định đổi thì đám người vốn đang đen nghẹt xung quanh đột nhiên vơi đi phân nửa khiến xung quanh an tĩnh hơn hẳn vương bảo nhạc ngơ ngác quay đầu nhìn lại thì thấy cả đám người đều nín thở nhìn một đạo thân ảnh đang đi tới từ phía xa đó là một thanh niên với thân thể cao lớn khôi ngô và mái tóc dài màu đen người mặc đạo bào đỏ rực đại biểu cho thân phận đệ tử thân truyền của thương mang đạo cung toàn thân trên dưới đều phát ra từng đợt khí tức lạnh lùng nhất là ánh mắt của hắn giống như không có bất kỳ tâm tình nào khiến cho dung nhan vốn tuấn lãng của hắn thoạt nhìn lại như một hầm băng không có cuồng ngạo không có khinh miệt không có chút dao động khí tức nào hắn cứ từng bước đi tới những người xung quanh hắn đều lần lượt lùi lại nhường đường cung kính cúi đầu bái kiến chứ không dám nhìn vào mắt của hắn là độc cô lâm sư huynh. Nghe nói hắn quanh năm đều ở trong thân kiếm, độc lai độc vãng. Xung quanh vang lên đủ tiếng bàn tán, vương bảo nhạc cũng dần nheo mắt lại. Có lẽ người khác nhìn vào chỉ thấy trên người kẻ này lạnh lùng, nhưng trong cảm thụ của vương bảo nhạc, trên người độc cô lâm, đệ nhất thân chuyển dưới chướng diệt liệt tử này lại chất đầy oán khí. Nhưng oán khí này không phải do hắn sinh ra mà chỉ quấn quanh bên ngoài cơ thể hắn, giống như khí thế được hình thành trong giết chóc. Sát khí mạnh thật, vương bảo nhạc vẫn bình tĩnh như thường hắn ở thương mang đạo cung này đã gần một năm cũng nghe nói về ngũ đại thiên kiêu của thương mang đạo cung từ chỗ vân phiêu tử và cục vực linh võng của bách tử liên bang ngũ đại thiên kiêu này đều là đệ tử thân truyền của ba vị trưởng lão phùng thu nhiên diệt liệt tử và du nhiên trong đó độc cô lâm này là thân truyền của diệt liệt tử bốn người còn lại có hai vị là thân truyền của phùng thu nhiên hai vị là đệ tử thân truyền của du nhiên đạo nhân tu vi của năm người đều là kết đan đại viên mãn tư chất không gì sánh bằng mặc dù rất ít khi xuất hiện trong thương mang đạo cung nhưng mỗi lần họ xuất hiện đều thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Lúc này, trong sự kín sợ của mọi người, độc cô lâm bình tĩnh đi tới trước tấm bia đá. hắn vừa vất tay một cái thì đã lấy ra một lượng lớn lệnh bài thân phận, bắt đầu giao nhận nhiệm vụ. trong nháy mắt, tấm bia đá khổng lồ này đã phát ra ánh sáng chói lóa. rõ ràng số lượng lệnh bài do thanh niên này lấy ra quá nhiều khiến tấm bia đá cũng phải tính toán một phen. số lệnh bài thân phận này vừa được lấy ra thì xung quanh lại ồ lên, thi nhau bàn tán. Vương Bảo Nhạc cũng phải ghé mắt nhìn sang, trong lòng thoáng giật mình. Tuy độc cô lâm không lấy ra lệnh bài đệ tử Hạch Tâm, nhưng lệnh bài nội môn lại có tròn 13 tấm, hơn trăm lệnh bài ngoại môn, số lượng vô cùng kinh người. Dù không bằng Vương Bảo Nhạc, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ trong thân kiếm nguy hiểm cỡ nào, có thể lấy được từng này chứng tỏ độc cô lâm cũng đã xâm nhập vào cấm chế tương ứng. Điều này khiến lòng Vương Bảo Nhạc cảnh giác hơn hẳn, đồng thời cũng lập tức bỏ suy nghĩ đổi điểm chiến công qua một bên. Dù sao thì loại ganh đua so sánh làm vẽ mặt nhau khi không xích bích gì thế này thật sự rất vô nghĩa. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới, sau khi vượt qua số lượng nhất định thì tấm bia đã sẽ sáng lên, tuy khó tránh khỏi việc bị người ta để ý nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn định chia ra đổi thì hơn. Thế nên, sau khi độc cô Lâm rời đi, Vương Bảo Nhạc lại đi dạo trong thương mang đạo cung này hồi lâu, sau đó mới quay lại chỗ tấm bia đá để đổi riêng lẻ từng đợt. Cuối cùng, sau khi đổi xong lệnh bài hạch tâm, tấm bia đá phát sáng khiến mọi người xung quanh giật mình ồ lên vừa rồi có người đổi được rất nhiều chiến công dựa vào độ sáng của bia đá thì e là ít nhất cũng phải hơn một vạn ấy chứ ai mà mạnh tay thế vương bảo nhạc rón rén đứng đó sau hồi lâu cũng không ai phát hiện là hắn đổi nên trong tiếng bàn tán rôm rả xung quanh vương bảo nhạc lại đợi thêm một lúc rồi ra vẻ giật mình hồi lâu sau mới lắc đầu rời đi vương bảo nhạc vừa hài lòng lại kích động không thôi hắn nhìn điểm chiến công của mình sau khi đổi điểm xong thì lỗ chân lông toàn thân như giãn ra cực kỳ thích trí nay chiến công của hắn đã hơn 4 vạn. Số lượng cỡ này, dù là đối với tu sĩ Nguyên Anh thì cũng không hề ít. Dù sao thì điểm chiến công của thương mang đạo cung cũng vô cùng quý giá, ngoại trừ đổi bằng lệnh bài thân phận ra thì những nhiệm vụ khác đều cho rất ít. Hơn nữa, chiến công cũng sẽ liên tục tiêu hao trong quá trình tu hành. Nay cầm chiến công, Vương Bảo Nhạc lập tức hớn hở chạy tới thương mang Pháp Các. Sau khi trầm ngâm, hắn đổi một hơi 15 bộ công pháp 1.000 chiến công, đồng thời trong lòng lại thấy tiếc nuối. Dù hắn đã lấy được rất nhiều truyền thừa ở vùng, đất do tư tâm nên Vương Bảo Nhạc sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Sau khi Tiểu Đoan Mộc ả à, chuyển phát nhanh của ngươi tới rồi đây, Vương Bảo Nhạc hưng phấn, cảm giác khoảng cách của mình tới trước Tổng thống Liên bang đã ngắn chỉ trong tầm tay rồi. Vương Bảo Nhạc đắc ý vô cùng, thậm chí còn thấy ba chữ Tiểu Đoan Mộc này mình nói ra cũng thuận miệng hơn. Cũng không biết Vương Bảo Nhạc đoán thế nào, nhưng theo hắn thấy thì chuyện mình trở thành Tổng thống Liên bang cũng như ván đã đóng thuyền tuyệt đối sẽ không có gì thay đổi nên trong lúc may mắn phù hộ mới khiến mình gọi tổng thống là tiểu đoan mộc không hề ngượng miệng chút nào nghĩ tới đây vương bảo nhạc lại hưng phấn dị thường trực tiếp vung tay lên trong sự kinh ngạc trợn mắt há mồm của đám đệ tử thủ hộ truyền tống trận hắn bỏ ra chọn một vạn năm ngàn chiến công để truyền tống 15 bộ công pháp về một vạn năm ngàn điểm chiến công là một con số cách xù đối với những đệ tử thủ hộ ở đây cả đám lại thở dồn hai mắt đỏ ngầu lên thực tế bọn họ phải vất vả làm việc cả tháng mà chỉ kiếm được có mấy trăm điểm đây là chưa tính số lượng phải trừ hao, một khi trừ ra thì căn bản chẳng còn được mấy. Nay thấy Vương Bảo Nhạc có tiền như thế thì mấy đệ tử ở đây đều lấy làm khó hiểu. Đồng thời cũng có cảm giác ganh tị khi thấy bọn nhà giàu. Có tiền thì giỏi lắm mà. Đúng vậy, chẳng phải chỉ là mấy đồng bạc dơ bẩn thôi à, có là cái thá gì đâu. Ta nghe nói bách tử liên bang bọn họ vì kiếm điểm mà không từ thủ đoạn. Có một cô ả à, tên Lý Di còn vô sỉ hơn, con này nọ với đảo chủ của cô ta. Tin tức của ngươi lạc hậu quá rồi đấy ta cũng nghe nói tới cô ả à, Lý Di này, đâu chỉ cặp kẻ với một người. Theo ta được biết thì cô ta đã cặp kẻ với 7-8 người rồi. Đám đệ tử thủ hộ ở đây đều ghen ghét nên truyền âm để phát tiết với nhau, đồng thời trơ mắt nhìn truyền tống trận bộc phát. Tỏa ra ánh sáng chói lóa, nháy mắt đã truyền tống 15 tấm thẻ ngọc đi. Cùng lúc đó, bên ngoài thương mang đạo cung, Lý Hành Văn đang ngồi thủ hộ bên cạnh trận pháp sao thủy đột nhiên mở mắt ra. Gần như ngay khi ông mở mắt ra thì thân ảnh của đoan mộc tước cũng lập tức biến ảo thành có kinh nghiệm từ những lần trước trong thời gian nửa năm này cũng có bách tử liên bang lục tục truyền tống công pháp về nên bọn họ cũng quen dần nay vừa phát hiện trận pháp sinh ra dao động thì lập tức hưng phấn không biết lần này lại truyền tống mấy bộ về đây lại nói cô bé lý di kia đúng là khá lắm đã truyền tống năm bộ công pháp về đúng là nhân tài kiệt xuất trong lứa bách tử liên bang này đoàn mộc tước cười lớn vừa vui mừng lại quét mắt nhìn sang lý hành văn lý hành văn chỉ hư một tiếng không nói gì trong nửa năm nay mãi mà không thấy vương bảo nhạc truyền tống công pháp về nữa còn lý gì thì gần như mỗi tháng đều gửi về một bộ hai bên so ra dù ông có muốn ủng hộ vương bảo nhạc thì cũng đành bất lực không biết thằng danh này đang làm trò gì nữa lý hành văn cao mày thầm nghĩ tuy lý gì cũng là người của bốn đạo viện thời gian này bốn đạo viện cũng có quyền lên tiếng ở liên bang nhiều hơn trước nhưng dù sao thì lý gì cũng là người của đạo viện bạch lộc chứ không phải đạo viện phiêu miễu điều này khiến cho lý hành văn đã chuyển công tâm thành tư tâm cho đạo viện phiêu miễu cảm thấy khó chịu ra trò kể từ sau khi từ chức tổng thống bực bội thì bực bội nhưng ông vẫn rất tán thưởng với hành động của lý di dù sao thì công pháp do lý di truyền tống về trong nửa năm nay cũng phát huy tác dụng nhất định với nền văn minh tu hành của liên bang tính thời gian thì chắc lần này lại là cô bé lý di kia rồi đoàn mộc tước mỉm cười ông rất thích nhìn lý hành văn đen mặt bực bội như thế mặc dù bản thân ông là tổng thống nhưng lại xuất thân từ đạo viện bạch lộc nên đương nhiên rất thích xem đệ tử của đạo viện bạch lộc có được thành tích như thế đang nói đến đây thì truyền tống trận lóe sáng, một tấm thẻ ngọc mơ hồ hình thành bên trong. Đoàn Mộc Tước mừng rỡ đang định nói tiếp, nhưng lúc này lại có tấm thẻ ngọc thứ hai xuất hiện. Ồ, lần này Lý Di khá đấy, lại truyền tống đến hai tấm. Đoàn Mộc Tước mừng rỡ, nhưng ông còn chưa nói xong thì tấm thẻ ngọc thứ ba, thứ tư, thứ năm lần lượt xuất hiện. Điều này khiến cho người vốn bình tĩnh như Đoàn Mộc Tước cũng phải giật mình. Sau đó cười lớn, xem ra là có nhiều bách tử liên bang cùng nhau truyền tống công pháp rồi. Đám bách tử liên bang này đúng là trẻ người háo thắng, không biết nhiều người cùng truyền tống như thế thì có phần rêu rao quá à. Trong lúc đoan mộc tước chữa ngượng thì hai mắt của Lý Hành Văn lại lóe sáng. Ông lại nghĩ khác với đoan mộc tước, nhất là cảm nhận được dao động của truyền tống trận chẳng những không giảm bớt mà còn mạnh mẽ hơn. Lúc này ông bất chợt lên tiếng, vẫn còn thẻ ngọc chưa xuất hiện. Gần như ngay khi ông lên tiếng thì tấm thẻ ngọc thứ sáu, thứ bảy, thứ 8, mãi cho đến khi tấm thẻ ngọc thứ 15 xuất hiện thì ánh sáng của truyền tống trận cũng bộc phát tới cực hạn tất cả bắt đầu lần lượt huyễn hóa ra. Tổng cộng 15 tấm thẻ ngọc đều lơ lửng trên trận pháp, phát ra dao động khác nhau. Cảnh tượng này khiến cho tâm thần của Đoan Mộc Tức chấn động dữ dội, ngay cả Lý Hành Văn cũng phải hít sâu một hơi. Thật ra, hơn nửa năm nay, tổng số công pháp mà Bách Tử Liên Bang truyền về cũng chỉ có 15 bộ mà thôi. Nhưng nay lại truyền tống một lần tận 15 bộ như thế khiến họ khó mà giữ được bình tĩnh. Chẳng những bọn họ mà tất cả tu sĩ thủ hộ ở nơi này đều khiếp sợ không thôi. Đoan Mộc Tước và Lý Hành Văn gần như ra tay cùng một lúc. Cả hai chộp 15 tấm thẻ ngọc này vào tay rồi tự mình xem xét, sau đó hô hấp dần trở nên dồn dập hơn, trên mặt cũng đầy vẻ không dám tin, tiếp theo lại dõi mắt nhìn nhau. Chỗ này của ta đều là Vương Bảo Nhạc gửi về. Đoan Mộc Tước chần chừ một lúc rồi dõi mắt nhìn đống thẻ ngọc trong tay Lý Hành Văn. Chỗ ta cũng là toàn là của Vương Bảo Nhạc. Lý Hành Văn háng giọng rồi thản nhiên nói. Đoan Mộc Tước nghe vậy, dù trong lòng đã có suy đoán và chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng vẫn run lên một cái. Theo những gì ông biết về thương mang đạo cung từ chỗ mặc cao tử thì ông hiểu rõ 15 bộ công pháp đại biểu cho cái gì. Nhưng sau khi rung động thì nỗi mừng rỡ lại dâng trào trong lòng ông. Có 15 bộ công pháp này, nên văn minh tu hành của liên bang ta nhất định sẽ tăng cao thêm một tầng. Đoàn mộc thước cầm đống thẻ ngọc kia mà cười vang. Lý Hành Văn ở bên cạnh cũng tràn đầy vui mừng, trong lòng mặc dù cũng rung động nhưng lại có cảm giác sung sướng và kiêu ngạo bắt đầu lan ra toàn thân. Ông cảm thấy không uổng công mình thương vương bảo nhạc như thế. Thằng bé này đúng là không chịu thua kém, nghĩ tới đây, Lý Hành Văn bất ngờ nhìn Đoan Mộc Thước rồi nói Đoan Mộc à, có khi chờ Vương Bảo Nhạc quay về thì ngươi phải từ chức ấy chứ? Lời này vừa ra, Đoan Mộc Thước đang cười to lập tức nín thinh Ông cũng chẳng lưu luyến cái ghế Tổng thống này chút nào, nhưng nghĩ tới chuyện để thằng nhóc Vương Bảo Nhạc kia làm Tổng thống thì lại bắt đầu thấy khó ở Trong lòng lại thầm tính toán, nghĩ bụng tên này ít nhất phải truyền tống 30 bộ công pháp về mới được Nhưng dù có 30 bộ thì mình vẫn có thể từ chối dẫu sao thì vương bảo nhạc vẫn còn quá trẻ nghĩ tới đây đoàn mộc tước lại thấy yên lòng hẳn ngạo nghễ cười to muốn trở thành tổng thống liên bang thì vương bảo nhạc phải cố gắng nhiều hơn nữa nhưng bản tọa rất mong chờ được thấy cảnh đó ấy chứ nói đoạn đoàn mộc tước lập tức ra lệnh thông báo chuyện này với toàn liên bang thế nên chỉ lát sau cái tên lý di vốn đứng đầu trên tấm bảng cống hiến bách tử hướng mặt về phía toàn liên bang đột nhiên đã bị vương bảo nhạc đứng thứ hai vượt qua nếu như chỉ vượt qua bình thường thì thôi nhưng con số sau tên của Vương Bảo Nhạc lại từ 3 biến thành 18, mang tới rung động không gì sánh bằng cho tất cả dân chúng liên bang. Chỉ trong thời gian ngắn mà toàn liên bang đều dấy lên biết bao đợt sóng bàn tán và hoan hô. Mà những công pháp do bách tử liên bang truyền tống về cũng được phổ cập rộng rãi cho toàn dân tu hành. Dùng cách này để đề cao và gia tăng tốc độ tiến bước của cả nền văn minh tu hành của liên bang. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không nghe thấy những tiếng hoan hô này nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bao chờ mong với việc kế thừa đại thống của hắn. Tuy vậy, hắn thầm nghĩ với tính cách của đoan mộc tước thì e là không dễ gì từ chức như thế. 30 bộ vẫn không ổn, mình phải đặt ra một mục tiêu mới cho bản thân. Trước tiên, cứ lấy 50 bộ ném về, để xem đoan mộc tước có từ chức hay không. Không đúng, để xem ông ta có nhường hiền hay không. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì tinh thần vô cùng hưng phấn, đang định rời khỏi truyền tống trận. Nhưng lúc này lại có biến cố xảy ra, bảy tám tu sĩ mặc áo đen phát ra khí tức nghiêm trang không phải người thường nhanh chóng hùa tới từ chủ điện trên đỉnh núi chỉ trong nháy mắt đã bao vây xung quanh vương bảo nhạc cả đám vận chuyển tu vi phát ra dao động như thể chỉ cần một lời không hiệp thì sẽ ra tay ngay người dẫn đầu là một vị trung niên lạnh lùng nhìn vương bảo nhạc một cái rồi đanh giọng nói vương bảo nhạc ngươi có phiền toái rồi mau đi theo bọn ta một chuyến khí tức của những người áo đen kia phát ra khiến cho đám đệ tử thủ hộ trong truyền tống trận này lắp bắp kinh hãi bởi vì bọn họ đã nhận ra người tới thuộc hình phạt đường của thương mang đạo cung, dưới trướng tam đại trưởng lão. Bình thường, một khi họ ra quân thì đều làm những việc như thanh lý môn hộ. Vương Bảo Nhạc cũng giật mình, nhanh chóng động não nghĩ xem rốt cuộc mình đã làm chuyện gì vi phạm môn quy, nhưng càng nghĩ hắn lại càng mù tịt. Nhưng chuyện trước mắt rõ ràng đã có chút nguy cơ nên Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, lòng thầm nghĩ cách giải quyết. Thậm chí còn giơ tay phải lên lấy thẻ ngọc truyền âm muốn truyền âm cho Phùng Thu Nhiên trưởng lão để hỏi thăm thấy vương bảo nhạc lấy thẻ ngọc ra có một người trong đám áo đen lập tức nhíu mày toàn quát tháo nhưng người đàn ông trung niên dẫn đầu lại khoát tay ngăn cản lạnh lùng nhìn vương bảo nhạc một cái rồi mở miệng lần nữa nhanh cái chân lên ngươi muốn đi theo bọn ta hay là để bọn ta đưa ngươi đi vương bảo nhạc nghe vậy thì nhíu mày lại toan lên tiếng lúc này bên tai đột nhiên nghe tiếng truyền âm vương đạo hữu đừng phản kháng chẳng phải chuyện to tát gì đâu chẳng qua là diện liệt tử trưởng lão có việc cần hỏi nên ngươi hãy nhanh chóng liên lạc với phùng thu nhiên trưởng lão đi Đúng rồi, Vân Phiêu Tử là tộc đệ của ta. Người truyền âm đúng là người đàn ông trung niên dẫn đầu, mặc dù mặt mày lạnh lùng nhưng lại âm thầm thông báo. Vương Bảo Nhạc lại nhìn ra một tia thiện ý trong mắt hắn, nhưng chỉ ngay sau đó lại hóa thành lạnh lùng. Vương Bảo Nhạc cũng không chần chừ nữa, lập tức truyền âm cho Vân Phiêu Tử và Phùng Thu Nhiên, sau đó ra vẻ vô cùng khó coi, im lặng đi theo những người áo đen này. Nơi này cách đại điện trên đỉnh núi không xa, nếu dùng tốc độ nhanh nhất thì chỉ chốc lát là đến nhưng người đàn ông dẫn đầu lại chậm dần. Mặc dù không kéo dài được bao lâu, tuy vậy cũng tranh thủ được hơn nửa nén nhang cho Vương Bảo Nhạc. Điều này đã thể hiện rõ những lời hắn truyền âm khi nãy đầy thiện ý. Những người áo đen dưới trướng hắn cũng phát hiện ra, nhưng sau khi nhìn nhau một cái thì không nói gì cả. Chẳng qua cũng bớt lạnh lùng với Vương Bảo Nhạc hơn một chút, xem như không thấy việc hắn truyền âm và nhận tin trong suốt chuyến đi. Vân Phiêu Tử cũng hồi âm trên đường đi, sau khi xác nhận thân phận của người đàn ông trung niên kia xong thì Phùng Thu Nhiên cũng gửi lời tới bên trong chỉ có một câu, cứ tới đi, bản tọa sẽ tới ngay. Đến đây, mặc dù Vương Bảo Nhạc vẫn thấy nơm nớp không yên, nhưng đã làm hết những gì có thể. Trong lòng lại nghĩ xem rốt cuộc mình đã vi phạm việc gì, đồng thời cũng theo những người áo đen này đi tới đại điện trên đỉnh núi. Tới nơi, những người áo đen này không đi vào, sau khi cho Vương Bảo Nhạc một ánh mắt thì người đàn ông trung niên dẫn đầu cũng dừng bước. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi rồi nheo mắt lại, nhưng hắn không vào ngay mà đứng ngoài đại điện, ôm quyền cúi đầu thật sâu vãn bối vương bảo nhạc cầu kiến trưởng lão gần như ngay khi vương bảo nhạc lên tiếng thì cửa điện âm ầm mở ra một cỗ lực hút cực mạnh giống như một bàn tay vô hình bắn ra từ bên trong bỏ qua tu vi và phòng hộ của vương bảo nhạc một phát tóm lấy hắn kéo mạnh vào bên trong vương bảo nhạc cảm thấy đầu óc nổ vang toàn thân đau đớn giống như xương cốt và máu thịt đều sắp bị bóp vỡ thân thể run rẩy như bị cuốn vào trong gió lốc tâm thần chấn động dữ dội đồng thời lại có một cỗ cự lực tới gần như đối kháng với bàn tay vô hình đang tóm lấy hắn ầm một tiếng thân thể vương bảo nhạc run lên tuy bị kéo vào trong đại điện nhưng bàn tay vô hình kia lại tiêu tán thân thể của vương bảo nhạc lảo đảo rơi xuống đất khí huyết trong cơ thể cuộn trào khiến hắn phun ra một búng máu sắc mặt tái nhợt hắn đột nhiên ngẩng phát đầu dậy nhìn thẳng vào diệt liệt tử mặt mày lạnh tanh đang ngồi trên đại điện cùng lúc đó phùng thu nhiên cũng đanh mặt bước vào từ cửa điện diệt liệt tử ngươi làm vậy là có ý gì diệt liệt tử chẳng buồn nhìn vương bảo nhạc một cái chỉ ngẩng đầu lên nhìn phùng thu nhiên một cái khoan thai cất giọng phùng thu nhiên muốn biết ý của ta là gì thì cô phải hỏi sứ giả liên bang của cô mới đúng tên này đúng là gan to bằng trời mà phùng thu nhiên nhíu mày nhìn về phía vương bảo nhạc như hỏi dò vương bảo nhạc lúc này hô hấp không yên hồi lâu sau mới dần khí huyết quay cuồng trong cơ thể xuống được uy áp đến từ diệt liệt tử và phùng thu nhiên cũng khiến thu vi của hắn bị áp chế hoàn toàn nhưng hắn thật sự bị oan lúc này không khỏi cười khổ ôm quyền cúi đầu với phùng thu nhiên phùng trưởng lão vãn bối không biết không biết diệt liệt tử đột nhiên bật cười chỉ là nụ cười này lại vô cùng lạnh lùng vương bảo nhạc ta hỏi ngươi đệ tử lương long của lão phu đang ở đâu lương long vương bảo nhạc ngẩn ra cả đoạn đường này hắn đã nghĩ tới rất nhiều chuyện nhưng lại không nghĩ tới chuyện lương long vì chính hắn cũng đã quên bén mất tên kia lúc này nghe diệt liệt tử nhắc nhở như vậy thì vương bảo nhạc giật mình hiểu ra thầm nhớ tới lần đầu tiên mình đi tới thân kiếm đã bị lương long mai phục sau đó mình trói hắn ta lại ném trên một hòn đảo hoang dây thường đó lại có thể ngăn chặn toàn bộ khí tức đồng thời khu vực chuôi kiếm quá rộng lớn muốn tìm được hắn ta chẳng khác nào như mò kim dưới đáy biển đây vẫn không phải trọng điểm chủ yếu là sau khi mình vào thân kiếm gặp đủ chuyện kinh hách đến thu hoạch khổng lồ kết quả bên bén chuyện này quên một lần tận hơn nửa năm hắn vốn không muốn thừa nhận nhưng nay sư tôn của người ta cũng đã lên tiếng dù sao việc này cũng không hề nhỏ lương long là một tu sĩ kết đan trung kỳ còn là một trong những đệ tử của diệt liệt tử nên vương bảo nhạc giả vờ ra chiều ngơ ngác và đăm chiêu như đang cố nhớ lại lát sau hắn lại ra vẻ giật mình lương long ta nhớ rồi lúc trước ta vừa lên đảo thì hắn đã ra tay tấn công ta ta không muốn vi phạm môn quy cũng đánh không lại hắn nên chỉ có thể nhốt lại để tránh né nhưng hắn vẫn liên tục khiêu khích đến lần nọ vãn bối ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thì bị hắn mai phục đánh lén vãn bối hết cách đành phải đấu với hắn một trận kết quả bị hắn đánh trọng thương suýt chết cuối cùng tốn mất một món trí bảo không có lực sát thương để nhốt hắn lại lần nữa mới miễn cưỡng tránh được một kiếp vương bảo nhạc ra vẻ ấm ức như thể rất tức giận nhưng lại không thể không nhẫn nhịn nên ngươi mới giết đệ tử của ta à diệt liệt tử vẻ mặt như thường bình tĩnh lên tiếng vãn bối nào dám lúc đó vãn bối chỉ là kết đan sơ kỳ còn tu vi của lương long lại là kết đan trung kỳ vãn bối đến từ liên bang xa quê là nước lạ cái, lương long lại là mầm non ưu tú ở đây, quan hệ rộng rãi. vãn bối ở đây chẳng có sư tôn, mà sư tôn của lương long lại là trưởng lão thông thần, địa vị, thân phận và tu vi cách biệt như thế, vãn bối làm sao dám giết, có thể giết được sao? nay chẳng rõ tại sao lương long lại giả chết không xuất hiện, vãn bối cũng không muốn đoán xem tại sao hắn lại làm vậy, nhưng vãn bối chỉ biết một chuyện, ấy chính là khi nãy suýt chút nữa vãn bối đã thần hình câu diệt mà thôi vương bảo nhạc càng nói càng khó nhịn thân thể cũng bắt đầu run rẩy cuối cùng mới ôm quyền cúi đầu với phùng thu nhiên kính xin phùng trưởng lão hủy bỏ thân phận đảo chủ của vãn bối chức đảo chủ này vãn bối không dám làm nữa vãn bối vốn đã trốn được là trốn tránh được là tránh không dám đắc tội với bất kỳ người nào ở đây thậm chí dù tông môn nhìn chúng mối làm ăn của ta thì ta cũng sẽ lập tức nộp lên không dám nói hai lời dù mức thu mua không hợp lý cũng vậy nhưng các người còn muốn vãn bối phải làm gì nữa đây rốt cuộc ta phải làm gì mới được đây? Xin phùng trưởng lão khai ân, chấp nhận cho ta quay về liên bang. Có lẽ, nơi này thật sự không thích hợp với ta. Vương Bảo Nhạc nói đến cuối thì cười thảm một tiếng, cúi đầu không nói gì nữa, nhưng lại âm thầm thông qua cảm ứng tâm linh, muốn điều khiển dây thường. Chẳng qua là khoảng cách hơi xa nên không thể cảm ứng rõ ràng nên hắn nhanh chóng động não. Khi nãy, hắn nói gần nói xa cũng là để biểu đạt mình bị lương long hại, nay lại đang nghĩ xem nên biến chuyện này thành thật kiểu gì trong lòng thì nghĩ cách nhưng vương bảo nhạc vẫn ra vẻ sâu thảm nhục trí khiến cho phùng thu nhiên ở bên cạnh lặng đi ban đầu cô vẫn thấy nghi ngờ nhưng nghe xong thì trong lòng cũng thở dài ngay cả diệt liệt tử cũng phải như mày khó hiểu thực tế ông ta cũng không tin đệ tử lương long của mình rõ ràng đã chiếm ưu thế toàn diện cuối cùng vẫn thất bại nhưng ông ta biết rõ đệ tử của mình vẫn chưa chết chẳng qua là mất tích không tìm thấy mà thôi chẳng lẽ là lương long cố ý làm vậy thật ư diệt liệt tử nheo mắt nghĩ thầm Tuy hành động của Vương Bảo Nhạc không hề sai, nhưng vẫn còn non lắm. Thế nên, dù trong lòng Diệt liệt tử vẫn hơi dao động nhưng khi nhìn vào Vương Bảo Nhạc thì vẫn nhận ra một vài mánh khóe. Thật ra, ông ta cũng không cần mánh khóe gì. Chuyện này chẳng qua chỉ là một lần giao phong bình thường giữa ông ta và Phùng Thu Nhiên mà thôi. Bằng không tuy thương mang đạo cung này rất lớn, nhưng với tu vi của diệt liệt tử, trừ khi đối phương chết đi, bằng không muốn tìm được một tu sĩ kết đan cũng không phải chuyện khó khăn gì cùng lắm chỉ là tốn một cái giá tương đối lớn mà thôi. Thế nên, sau khi nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì Diệt Liệt Tử chọn cách lờ đi, thản nhiên nói, dẫn đường đi. Việc này liên quan tới đệ tử của Diệt Liệt Tử, sau khi Phùng Thu Nhiên trầm ngâm xong thì cũng quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc. Mặc dù cô bán tín bán nghi với lý do thoái thác của Vương Bảo Nhạc nhưng biết rõ sau khi bách tử liên bang tới đây thì tình hình không được tốt cho lắm. Việc này có liên quan tới chuyện nội bộ phái ôn hòa dần xuất hiện bất mãn và nghi vấn. Phùng Thu Nhiên thầm thở dài quay sang nói với Vương Bảo Nhạc, "Vương Bảo Nhạc, đưa bọn ta tới nơi mà ngươi đã tranh chấp với Lương Long đi. Nếu như thật sự là Lương Long hãm hại ngươi thì bản tọa sẽ trả lại công bằng cho ngươi." Vương Bảo Nhạc lập tức đồng ý nhưng lại thầm lắc đầu. Hắn xem như đã nhìn ra, sở dĩ hôm nay phái ôn hòa của Thương Mang Đạo Cung trở nên bị động như thế cũng là có liên quan trực tiếp tới tính cách của Phùng Thu Nhiên. Nói đúng hơn, theo như những gì Vương Bảo Nhạc đã thấy và phán đoán kể từ khi bước vào Thương Mang Đạo Cung này, Mặc dù tu vi của Phùng Thu Nhiên rất cao nhưng lại quá yếu mềm. Đồng thời, dường như cô cũng không biết cách quản lý thuộc hạ. Diệt liệt tử thì lại cường thế, thời gian dài trôi qua cô lại mất đi khả năng khống chế tu sĩ trong phe của mình. Nếu như là tiểu đoan mộc tới đây, không cần tới tiểu đoan mộc, bất kỳ nhị thức nào của liên bang tới đây, chỉ cần có tu vi thông thần thôi thì có thể dựa vào thủ đoạn của mình để dàn xếp nơi này êm xuôi chỉ trong thời gian ngắn ấy chứ. Vương Bảo Nhạc thầm cảm khái, nhưng vẫn ra vẻ ấm mức tủi thân sau khi cúi đầu với phùng thu nhiên thì đi ra khỏi đại điện bay về phía hòn đảo nhỏ mà hắn từng giao đấu với lương long mặc dù tốc độ của vương bảo nhạc không hề chậm nhưng so với thông thần thì lại một trời một vực nên vừa mới bay ra thì phùng thu nhiên đã vung tay phải lên một tia sáng như bao phủ lấy vương bảo nhạc giọng nói bình tĩnh của phùng thu nhiên cũng chuyển đến bên tai hắn ngươi chỉ đường đi nói phương hướng đại khái là được vương bảo nhạc chớp mắt vài cái sau đó ra chiều suy tư chỉ lát sau đã chỉ ra phương hướng gần như ngay khi hắn lên tiếng thì diệt liệt tử đã xông lên trước nháy mắt đã biến mất phùng thu nhiên cũng vất tay áo mang theo vương bảo nhạc cùng bay tới vương bảo nhạc cảm giác như có một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên bên tai trước mắt hoa lên như lướt nhanh giữa mặt nước khi thế giới trước mắt vương bảo nhạc rõ ràng thì hắn hoảng sợ phát hiện mình đã rời xa đảo chính của thương bang đạo cung xuất hiện ở phương hướng mà hắn đã chỉ trước đó mặc dù nơi này còn cách một khoảng mới tới hòn đảo mà hắn trói lương long nhưng hắn tin với tốc độ này thì e là chỉ cần mình chỉ dẫn lần nữa là chỉ trong chớp mắt sẽ tới đó ngay. Đây chính là thông thần ư. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn rập. Diệt liệt tử không kiên nhẫn nên hư lạnh một tiếng. Nhanh lên. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cố làm cho sắc mặt tái nhật của mình ra vẻ như đang tìm kiếm và xác định lại. Thậm chí còn tỏa dao động tu vi ra để xác định phương hướng. Nhưng trong lòng lại lo lắng thử kêu gọi sợi dây thường, may mà nơi này đã có liên lạc mơ hồ với nó. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng hạ lệnh, sau đó hắn cố tình kéo dài thời gian cũng biết không thể kéo dài được quá lâu nên mở miệng chỉ ngay về một hướng trong nháy mắt tiếp theo phùng thu nhiên đã vắt tay một cái ba người biến mất ngay lập tức khi xuất hiện lại thì đã đến nơi mà vương bảo nhạc nói không chờ diệt liệt tử lên tiếng thì vương bảo nhạc đã vội vàng nói ngay tiền bối đừng nóng vội việc này đã qua quá lâu xin cho vãn bối thêm chút thời gian nữa được không không cần diệt liệt tử nhìn vương bảo nhạc một cái chợt thần sắc thay đổi lúc lên tiếng thì bước lên một bước nháy mắt đã biến mất cùng lúc đó phùng thu nhiên cũng phát hiện ngay nên nghiêng đầu nhìn vương bảo nhạc một cái đã tìm được khí tức của lương long rồi nói đoạn không chờ vương bảo nhạc kịp phản ứng thì cô đã kéo hắn bay lên nháy mắt biến mất khỏi nơi này khi xuất hiện lại thì đã lên một hòn đảo hoang đây đúng là nơi mà vương bảo nhạc và lương long đã đấu pháp với nhau diệt liệt tử đến trước một bước này đang đứng giữa không trung với sắc mặt vô cùng khó coi nhìn về phía thân ảnh đang nằm trên mặt đất bên dưới hoang đảo thân ảnh này đã gầy đến mức da bọc xương đúng là lương long đang hôn mê bất tỉnh hơi thở yếu ớt ngay khi xuất hiện và nhìn thấy lương long để ý thấy trên người hắn không có dây thừng thì vương bảo nhạc thầm thở phào một hơi hắn trộm nghĩ xem như sợi dây kia thông minh mà chạy sớm bằng không mình cũng chẳng tiện giải thích đồng thời hắn cũng ý thức được có thể cũng vì dây thừng rời đi nên khí tức của lương long mới tỏa ra để diệt liệt tử cảm ứng được cụ thể ra sao thì vương bảo nhạc không rõ lắm nhưng thông qua việc này hắn xem như hiểu rõ hơn về sợi dây thường kỳ lạ của mình. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang suy tư thì Diệt Liệt Tử đã âm trầm giơ tay chỉ về phía Lương Long nằm hôn mê bên dưới. Thân thể Lương Long chấn động một cái, từ từ mở mắt ra. Trong mắt đầu tiên là ngơ ngác, kéo dài đến 7, 8 giây sau, khi Diệt Liệt Tử hừ lạnh một tiếng thì thân thể của Lương Long mới run lên. Nháy mắt tỉnh táo lại, vừa nhìn thấy Diệt Liệt Tử ở trên trời thì thân thể của hắn lại run rẩy dữ dội hơn, bò dậy quỳ lại, nước mắt giàn rủa, còn nghẹn ngào hét to. Sư tôn, rốt cuộc lão nhân gia ngài cũng tới cứu ta rồi. Tiếng khóc của Lương Long rất lớn, lại đầy vẻ thê lương, đến Vương Bảo Nhạc nghe xong cũng phải đồng tình. Thấy Lương Long gào khóc như vậy, Phùng Thu Nhiên thoáng nhíu mày, dường như Diệt Liệt Tử cũng không thích nên lạnh lùng nói: Nói xem đã xảy ra chuyện gì. Sư tôn là tên Vương Bảo Nhạc đáng chém ngàn dao đó, là hắn ta làm. đệ tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lúc đi ngang qua đây thì tên này lại xỉ nhục đệ tử đủ điều sau đó nhốt đệ tử ở đây tự sinh tự diệt, lại còn dùng một sợi dây thường chết tiệt nào đó để ngăn chặn khí tức và tu vi của đệ tử khiến ta sống không bằng chết. kính xin sư tôn làm chủ cho đệ tử, thanh lý môn hộ cho thương mang đạo cung ta. lương long nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu. hắn đương nhiên đã nhìn thấy vương bảo nhạc đứng bên cạnh phùng thu nhiên. mặc dù hiện tại đầu óc của hắn không tỉnh táo như lúc trước, nhưng với những gì hắn biết về sư tôn thì hiểu rõ hiện tại sư tôn chỉ cần một lý do mà thôi. thế nên lúc này hắn cũng chẳng kịp suy tư quá nhiều mở miệng đổi trắng thay đen không chút ngượng mồm vốn vương bảo nhạc còn đang nghĩ xem mình nên chứng thực ám kỳ đã đặt ra lúc ở trong đại điện kiểu gì bởi vì việc này không hề dễ dàng gì mặc dù hắn đã nghĩ ra vài cách nhưng không có cái nào tốt nhất cả nay lương long trả lời như vậy lại khiến lòng vương bảo nhạc vui như mở cờ cảm thấy cơ hội tới rồi nên lập tức nhăn mày nhíu mặt ôm quyền cúi đầu với phùng thu nhiên phùng trưởng lão lúc trước vãn bối đã nói là phải dùng tới một món chí bảo mới thoát khỏi nơi này còn lời Lương Long Sư Huỳnh đã nói đúng là lẫn lộn trái phải. Nếu như đệ tử thật chiếm ưu thế, lại dư sức làm nhục và có cách ngăn chặn khí tức của hắn thì tại sao không giết hắn cho rồi, tại sao không lấy túi chữ vật của hắn. Tin chắc với thân phận của Lương Long Sư Huỳnh thì đồ trong túi chữ vật của hắn chắc sẽ có giá trị không nhỏ mới đúng. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì Lương Long lập tức biến sắc, đầu óc cũng tỉnh táo hơn phần nào. Hắn nhớ từ đầu chí cuối Vương Bảo Nhạc không hề chạm vào túi chữ vật của mình chút nào. Khi nãy hắn cũng choáng váng do vừa tỉnh lại nên bỏ qua điểm này, nay hô hấp dồn dập, hoảng loạn nói tiếp. Vương Bảo Nhạc, ngươi mới là kẻ lẫn lộn trái phải. Sở dĩ ngươi không giết ta, cũng không dám chạm vào túi chữ vật của ta là vì ngươi không dám. Do ta đã nói sư tôn có thể quay ngược thời gian để nhìn thấy bất kỳ kẻ nào trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết ta. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì thầm thở vào nhẹ nhõm, nhịn không được mà ngầm cho Lương Long một cái like bản thân hắn rốt cuộc cũng biến mọi vấn đề phức tạp trở nên đơn giản hơn nhờ có sự phối hợp của lương long đẩy hết mọi chuyển vào một vấn đề ấy chính là ai đánh lén ai chỉ cần giải quyết cái này thì chẳng khác nào giành được phần lý nghĩ tới đây vương bảo nhạc nghiến răng nghiến lợi quay sang nói với diệt liệt tử cùng vẻ mặt bi phẫn nếu đã như vậy thì kính xin diệt liệt tử tiền bối dùng pháp thuật quay ngược thời gian để xem rốt cuộc là ai đánh lén ai vương bảo nhạc vừa nói xong thì lương long lập tức biến sắc đầu óc cũng hoàn toàn tỉnh táo khí tức khượng lại vì nhận ra sai lầm của mình. Hắn ta muốn chữa cháy, nhưng nay hắn ta đã bị Vương Bảo Nhạc lừa hẳn vào chồng, trong thời gian ngắn sao có thể thay đổi được. Trong lúc hắn sốt ruột suy nghĩ thì Diệt Liệt Tử vẫn luôn im lặng chợt lắc đầu. Lương Long, con có biết mình sai ở đâu không? Đệ tử. Lương Long ngẩn ra, đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, đi vài bước về phía Phùng Thu Nhiên. Từ đầu trí cuối sắc mặt của Phùng Thu Nhiên vẫn bình tĩnh như thường, nhưng lúc này lại nheo mắt nhìn về phía Diệt Liệt Tử. Con sai ở chỗ không cần phải nói đạo lý hay thị phi. Trong mắt diệt liệt tử lộ rõ vẻ thất vọng, lúc xoay người thì đột nhiên giơ tay phải lên chảo một cái về phía vương bảo nhạc đang đứng bên cạnh phùng thu nhiên. Dưới một chảo này, dường như ngay cả bầu trời cũng tối sầm lại, gió lốc nổi lên, biển lửa xung quanh lại cuộn trào dữ dội. Một cỗ cử lực khó mà hình dung nổi hóa thành gió lốc như có thể xé rách mọi thứ đổ ập về phía vương bảo nhạc. Trong nháy mắt, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong đầu vương bảo nhạc nhưng thân thể của hắn lại không thể di chuyển mảy may tựa như lúc này tất cả tu vi của hắn đều bị áp chế xuống như thể giữa hắn và diệt liệt tử có một lĩnh vực vô hình nào đó trong lĩnh vực này diệt liệt tử chẳng khác gì một vị thần may mà thần linh ở đây không chỉ có mỗi mình diệt liệt tử còn có phùng thu nhiên gần như ngay khi diệt liệt tử vừa ra tay thì phùng thu nhiên đã lập tức giơ tay lên chỉ về phía diệt liệt tử một cái chỉ trong nháy mắt dưới chân hắn xuất hiện gợn sóng nó nhanh chóng lan ra Nguyễn hóa thành một mặt biển rộng lớn, sóng biển ầm ầm đối kháng với diệt liệt tử tạo thành một tiếng nổ lớn. Trong lúc bộc phát, thân thể của Vương Bảo Nhạc chấn động mãnh liệt, máu tươi phun trào. Lương Long cũng tương tự, hắn ta chỉ cảm thấy thất khiếu đều đổ máu, thân thể lắc lư sắp sụp đổ. Suy chỉ có diệt liệt tử và Phùng Thu Nhiên là vẫn đứng nguyên ở đó, thậm chí ngay cả quần áo cũng không hề lay động. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại hoảng sợ khi tận mắt nhìn thấy núi đá của hòn đảo hoang bên dưới hóa thành cho bụi cả hòn đảo đã biến mất không còn tâm tích như bị xóa bỏ. Cuối cùng bị biển lửa xung quanh bao trùm, giống như xưa nay chưa từng tồn tại. Vương Bảo Nhạc, ngươi giỏi ngụy biện thì đã sao chứ? Diệt liệt tử đứng giữa không trung, tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Nhớ cho kỹ, nếu còn dám bày kế với đệ tử của Lão Phu thì ngươi cũng sẽ như hòn đảo bên dưới. Nói xong, diệt liệt tử lại gật đầu với Phùng Thu Nhiên một cái rồi mang theo lưng lòng đã trọng thương hôn mê, xoay người biến mất khỏi nơi này. Vương Bảo Nhạc im lặng. Phùng Thu Nhiên nhắm chặt hai mắt, hồi lâu sau cô mới mở mắt ra như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng. Trên mặt Phùng Thu Nhiên không giấu được vẻ mệt mỏi, thở dài như lộ ra điều gì đó trong lòng rồi xoay người rời đi. Hồi lâu sau, nơi này chỉ còn lại một mình Vương Bảo Nhạc đứng giữa không trung. Hắn nhìn chằm chằm về phía Diệt Liệt Tử và Phùng Thu Nhiên rời đi, hồi lâu sau mới nheo mắt lại. Dựa vào người ta không bằng dựa vào bản thân mình, Phùng trưởng lão quá yếu đuối, người như vậy sẽ là lựa chọn tốt nhất khi hợp tác với Liên Bang nhưng không phải chỗ dựa cho mình ở nơi này. Cuối cùng vẫn phải dựa vào chính bản thân mình. Thông thần à, nếu hôm nay hắn thật sự dám ra tay giết ta thì ta sẽ vương bảo nhạc lắc đầu hít sâu một hơi, xoay người bay đi nhưng không phải về thương mang đạo cung mà là nhắm thẳng tới thanh hòa đảo. Sau khi về đảo, vương bảo nhạc khoanh chân ngồi trong động phủ của mình trầm tư hồi lâu, trong đầu nhớ lại cảm giác như uy áp thiên địa mà một chiều của diệt liệt tử mang tới. Tất cả những việc này khiến cho hắn lại càng khát vọng với tu vi hơn, phải trở thành nguyên anh thật nhanh mới được đến lúc đó hẳn là mình có thể vận dụng được minh khí phần nào rồi vương bảo nhạc hạ quyết tâm lấy thẻ ngọc lôi tiên biến ra rồi nhìn vào khẩu quyết tầng thứ hai